Xin chào các bạn, thì mình sẽ lại tiếp tục giới thiệu với các bạn một cái kèo đào coin ở trên Telegram. Nó có tên là TaskSwap. Đấy. Thì đây là cái giao diện chính của TaskSwap. Các bạn cứ kích vào cái đồng xu ở đây thì sẽ nhận được cái số điểm thưởng, cái point điểm thưởng đấy. Mình được dương 18, nó cộng, nó tích lũy vào phía trên này cho các bạn. Thì mình đang tích lũy được từng này điểm này. Và đây là cái thanh thể hiện cái trạng thái, cái năng lượng và cái số điểm mà các bạn có thể nhận được. Mỗi một phiên thì mình sẽ nhận được là 8.500 cái điểm. Mình có thể kích vào đây. Khi mình kích vào thì nó sẽ tụt dần đi. Khi mà cái biểu tượng mũi tên tia sét này nó trượt hết về phía bên này, nghĩa là mình đã không còn thể tích lũy thêm điểm nữa, và các bạn phải chờ cái thời gian hồi phục để nó quay trở lại cái mức 8.000 này, 8.500 này thì mình mới tiếp tục được khai thác. Tuy nhiên thì các bạn có thể sử dụng cái mục boost này để làm gì, để nâng cấp. Đấy, các bạn kích vào mục boost đấy thì các bạn sẽ có được ngay lập tức cái năng lượng nó hồi phục đến mức cao nhất và các bạn có thể tích lũy được. Và bên cạnh cái phần full stack là cái mức mà hồi phục năng lượng ngay nhất, thì bạn có thể sử dụng cái tab ping guru này để làm gì, để nâng cao được cái số điểm của mỗi một lần các bạn kích vào. Thay vì là được 18 điểm như hiện tại mình đang kích cho các bạn, thì các bạn có thể kích được số lượng gấp đôi hoặc gấp 3 so với cái điểm 18 lần số mỗi một lần các bạn tap vào cái biểu tượng đồng xu này. Đấy là hai cái tap vụ mà các bạn có thể thực hiện để kiếm được nhiều điểm nhất có thể. Ở đây thì các bạn có thể nâng cấp thêm được cái tốc độ đào recharge green speed. Mình đã full level rồi, lên level 5 là cao nhất, nghĩa là cái thời gian phục hồi nhanh nhất rồi. Đấy, còn Energy Limit với lại cái multi tap này thì nó hơi tốn, do đó mình sẽ không thực hiện nâng cấp nữa, bởi vì các bạn biết là nâng cấp, cứ nâng cấp mãi thì cái số điểm tích lũy các bạn sẽ bị trừ đi, và đến khi dự án kết thúc thì có khi các bạn còn chả được nhận được bao nhiêu đến. Nên mình khuyên các bạn sẽ hạn chế những cái việc nâng cấp mà liên tục, đến một thời điểm nào đó các bạn nên dừng và cố gắng tích lũy được càng nhiều điểm ở trên này càng tốt. Ở đây nó có thêm một cái mục là tap bot. Tap bot nghĩa là gì? Nghĩa là các bạn chọn vào cái mức này thì thời gian mà các bạn không ở trong cái app này nó vẫn cứ thực hiện, ví dụ như là click ngầm vào trong cái đồng xu này để cho các bạn, sau khi các bạn mở lại app thì các bạn sẽ được nhận luôn một cái số điểm mà các bạn không thực hiện bằng tay để kích vào cái đồng xu này, mà máy nó sẽ làm, còn robot nó sẽ làm, và các bạn tích lũy luôn trên đây. Đó, đấy là cái tab bot nha các bạn nhé, các bạn cân nhắc để thực hiện cái bước nâng cấp này. Ở đây sẽ có một cái tab vụ là task. Thì ở đây các bạn tạo một cái ví và kết nối ví Sulala thì các bạn sẽ được 100.000 point điểm thưởng. Cái này thì mình chưa làm, mình cứ để kệ ra. Và gia nhập vào các mạng xã hội của cái dự án này, các bạn sẽ được 200.000 điểm thưởng. Mình đã làm và nó sẽ có tích xanh đây. Ở đây các bạn sẽ có một cái điểm thưởng ở cái cấp độ mà các bạn đạt được. Ví dụ như ở đây mình được cái mức là Mythic thì các bạn sẽ nhận được 5 triệu point điểm thưởng. Hiện tại thì mình chưa đạt được mức đấy, mình chỉ mức Legendary thôi, nên do đó là mình chưa claim được. Rep Staff, bạn mời được 100 người tham gia vào dự án này, bạn sẽ được 500.000 điểm thưởng. Bạn mời được, à nhầm sorry, 100 thì bạn bạn nhận được 500.000 điểm thưởng. Bạn mời được 500.000 thì bạn 500 người tham gia vào dự án, bạn nhận được 2 triệu điểm thưởng. Đó, thì các bạn cố gắng sử dụng các cái mã mời của các bạn để có thể mời được nhiều người tham gia nhất. Thì đây, đây chính là cái mã mời mà kênh Invest TV chúng mình sẽ để ở phía dưới, kích vào đây để lấy mã mời này. Mình sẽ để cái đường link mời tham gia dự án TaskSwap này vào phía dưới một mô tả clip để các bạn nào tham gia cùng với kênh Invest TV chúng mình để đào chờ ngày lượm lúa các bạn nhé. Cứ tham gia đi vì nếu nó được miễn phí. Đấy. Đây là tổng số lượng mà coin đã phân phân phát 19 tỷ. Hơn 19 tỷ, B là tỷ này phải gấp mấy lần rồi. Đó. Các bạn tham gia sớm nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo của kênh Invest TV.